Xong rồi ha, bây giờ là mình sẽ bắt đầu là mình đắp bột. Cái phần đắp bột của mình á, ở ngón này là Sen sẽ đi một cục bột hay là hai cục bột đều được nha. Nhưng mà trong trường hợp mà bột chảy quá, mình chỉ dùng cái tờ giấy nè. Khi mà mình lấy bột lên ha, thì mình sẽ thấm vô tờ giấy một chút xíu để giảm bớt cái lượng nước ở trong cái bột mình có đi, rồi sau đó mình mới để lên, để mà nó không có bị chảy ra hai bên. Mình đặt bột lên cuticle nè. Sau đó thì mình sẽ đẩy sát lên ha. Mình sẽ đẩy bột lên cuticle và góc bên phải cũng như góc bên trái nè. Sau đó thì mình sẽ dùng thân cỏ, đầu cỏ mình giữ bột ở bên trong chính giữa nhiều hơn, để bột nó không chảy ra hai bên. Và cái phần cuticle của mình là cái phần thân móng á, là nó cũng không bị mất bột nữa. Đó, sau đó thì mình sẽ giữ bột ở bên trong. Hiện tại là bột của mình còn vẫn rất là chảy vì mình pha ít, với lại thì do thời tiết ở đây rất là lạnh hôm nay ha. Khi mà xong rồi mình sẽ vuốt hai bên xuống, vuốt nhẹ nè, đứng cây cọ hơi đứng chút xíu. Khi mà đứng là bột của mình nó sẽ xuống nha mấy anh chị. Đồng thời là mình sẽ giữ xếp bên hai bên, đè nhẹ bột của mình xuống, vuốt hai bên để không bị mất xếp. Tiếp tục mình sẽ vuốt bột của mình từ từ tới đầu móng điểm số 10. Vì cái độ nhọn rất là mỏng nên là mình cũng không có cần bột nhiều nữa mấy anh chị. Mình vuốt bột của mình ra khỏi tới điểm số 10 đầu móng nè, thì cái bột của mình nó vừa đủ luôn. Có một cọng lông ở đây ha, mình sẽ lấy bột ra. Nice color. Yeah, it matches this perfect. Đây là cái màu EN 01 nha mấy anh chị, màu rất là tự nhiên luôn. Ngón này thì mình sẽ đi hai cục nè. Anh chị nào mà mình chưa quen một cục là mình có thể đi hai cục. Cái cục đầu tiên của mình vẫn đi là 70% thôi mấy anh chị. Nè, anh chị nào mình chưa đi quen một cục mình có thể đi hai cục nha. Rồi sau đó mình cũng tiếp tục là mình đẩy lên cuticle luôn mấy anh chị. Mình đẩy cho hai bên thật tròn mỏng nè. Mình cũng y chang vậy luôn, giữ bột ở bên trong chính giữa nhiều hơn nha mấy anh chị. Dùng thân cỏ, đầu cỏ mình ôm nó vô nè. Anh chị nào nhiều khi mới bắt đầu tập mình sợ nó ôm nhiều quá thì nó gì đúng không, nó bị lõm, mà ôm ít quá thì nó vẫn tiếp tục chảy ra hai bên. Nên anh chị là khi mà mình tập á, mình thử cái sức, cái lực khi mà mình sử dụng cây cỏ trước. Xó vuốt cho cái đường nối cho nó mỏng nè. Bắt đầu để cây cỏ hơi đứng một chút xíu, mình vuốt bột của mình xuống. Chỗ nào nó hơi dày thì mấy anh chị đè hơi mạnh tay chút xíu ha.
và khi mà bột nó xuống rồi mình lại nhẹ, mình lại thả cái tác lực của mình cho nó nhẹ lại chút xíu, sau đó giữ shape hai bên và rút bột của mình ra khỏi tới đầu móng. Đầu móng của mình tại vì độ nhọn á, thì khách của mình rất là muốn độ nhọn nhiều, nên là xin sẽ đi bột không có dày nha, vừa tới vừa đủ thôi là được. Nhẹ nhàng. Thì khi mà anh chị mà mình sử dụng cây cọ số 12 là mình không có sợ là mình bị thiếu bột nha mấy anh chị. Rồi bắt đầu là mình sẽ đi size small nè. Hồi nãy là size large thì cục thứ hai này mình sẽ đi size small, giống như dạng fill vậy đó. Đặt bột lên critical nè ha, nhích bột xuống tới số 4 nè. Sau đó mình sẽ đẩy lên critical góc bên phải, chính giữa và góc bên trái. Chăm sóc hai bên, giữ bột bên trong chính giữa nhiều hơn nè. Từ từ tháp bột của mình xuống nha mấy anh chị ha. Và khi vuốt nè, vuốt ở phần này đi xuống, cây cọ mình nghiêng 25 thôi. Đó, cách mình đi hai cục bột nha. Và khi đi hai cục bột, khi mà cái phần mình vuốt á, mình vuốt cho nó nhẹ nhàng và cho cái cục bột đầu tiên và thứ hai cho nó connect với nhau, để làm cho cái mặt móng của mình á, là nó mịn. Lát nữa là mình không có cần chạy mặt móng luôn. Xong rồi mình sẽ lấy cây cọ của mình rực khô nha. Rực khô sau đó mình sẽ clean hai bên, để cho nước và bột hồi nãy là nó ra ngoài đó, là mình sẽ lấy đi. Lát nữa là cái tay của người khách nó sẽ sạch hơn. Đó, một cục và hai cục. Anh chị mà mình chưa quen, mình chịu khó là mình đi hai cục ha. Ở đây là Christine sẽ đi hết hai cục cho anh chị xem. Cục đầu tiên của mình sẽ là đi size large, là size lớn hơn nè. Mình đi 70% nha mấy anh chị. Giữ bột nè. Sau đó mình sẽ đẩy lên cái đi cổ hai bên. Hai bên. Giữ bột bên trong chính giữa nhiều hơn. Để cái chỗ mà mấy anh chị thường hay tập đắp á, mình thấy phần chính giữa nè, cây cọ của Christine á, hay bị lõm á. Tại vì lúc mà bột đang chảy á, mấy anh chị đừng có cho nó chảy xuống. Mình sẽ đẩy nó lên ngược lại để cho cái bột của mình khi nào nó dẹo lại đã. Sau đó mình mới bắt đầu vuốt. Hai bên, vỗ bột bên trong chính giữa nhiều hơn. Vuốt bột của mình xuống. Màu rất là đẹp nha mấy anh chị, màu này là thuộc EN, màu thủy tinh trong set EN 8 màu. Hi Nancy. Sau đó thì mình sẽ lấy cục bột hai chân thêm mì. Mình lấy cục bột small nha mấy anh chị. Lấy cục bột small nè. Mình đặt lên cuticle nha. Nhích bột của mình xuống nè. Sau đó mình sẽ đẩy chăm sóc cuticle. Ôm sát cuticle hai bên chính giữa. Sau đó thì mình sẽ dồn bột của mình vào chính giữa, cái chỗ đường nối cho nó nhiều hơn, để mất đi cái đường nối và đồng thời có độ cong nữa. Sau đó mình mới bắt đầu mình vuốt bột của mình xuống. Clean hai bên. Khi mà mình clean là cây cỏ của mình phải cực khô nha mấy anh chị, không có lấy nước nhiều. Tại vì khi mà khô á, mình clean là cái phần nước dư với cái phần bột của mình dư á, là mình lấy đi.
Hi chị Lê Thanh. Cả nhà khỏe không? Màu rất là đẹp ha. Hôm nay là Christine sẽ chia sẻ cách là mình gắn pixie cho mấy anh chị, đồng thời là làm bằng marble, bằng treo loang nha mấy anh chị ơi. Đó, ôm bột vào chính giữa nha. Hiện tại là bột đang chảy đó. Hiện tại là bột đang chảy nên anh chị là mình khoan vuốt nha. Đó, thấy không, Christine dùng thân cỏ và đầu cỏ mình nhẹ nhàng nè. Mình giữ bột ở bên trong chính giữa nhiều hơn nè, không? Bột của mình rất là dẻo nên là chờ cho nó không chảy nữa, sau đó là mình bắt đầu là mình vuốt. Sau đó mình cho cái bột của mình xuống nè, cho cái độ chỗ đường nối nè, cho nó mỏng nha. Hai bên ôm vô. Chỗ này dày nè, đứng cây cỏ chút xíu ha, đè nhẹ xuống cho bột của mình nó mỏng xuống, đồng thời là đi xuống luôn. Rồi bắt đầu là dùng thân cỏ với đầu cỏ của mình ôm hai bên cho nó không bị mất xếp nè, để lát nữa là mình vuốt là mình không có mất thời gian nhiều ha. Đây dày nè, đè nhẹ xuống nè, đó, dùng thân cỏ đầu cỏ mình đè nhẹ xuống, sau đó mình lại bắt đầu là mình vuốt tiếp nè, hai bên, hai bên, vuốt ra khỏi tới điểm số 10 đầu móng nè. Thì mình dùng cây cỏ số 12 là mình mới không có bị dư bột mấy anh chị. Đó, mình tiết kiệm được bột luôn. Rồi xong, tiếp tục là mình đi cục small nha. Rồi để ngay critical nè. Nhích bột mình xuống nè, số 4 không ít dài quá. Đẩy lên phần critical hai bên cho nó sát vô, ôm vô, xó giữ bột hai bên nè, dồn về chính giữa nhiều hơn nè, từ từ tháp bột của mình xuống nè, xó vuốt nhẹ xuống nè, cho cái cục bột đầu tiên và cục thứ hai của mình nó nối liền với nhau, đồng thời là nếu mà mình đi hai cục như vậy mấy anh chị rất là dễ dàng tạo được cái độ khơ nha, dễ dàng là mình sẽ tạo được cái độ khơ ngay phần chính giữa đường nối. Hai bon thanh đó rất là dễ đúng không, đi hai cục nè. Hôm nay nên cái bài này là của Sen sẽ chia sẻ anh chị là mình đi hai cục cho móng nhọn luôn nha. Lát nữa là Christine sẽ chia sẻ cách làm sao để mà lấy super nhọn cho mấy anh chị. Cục đầu tiên của mình luôn luôn là mình đi size loss nha mấy anh chị ơi. Đó, mình đi size loss là đi 70% thôi. Sau đó mình sẽ đẩy bột lên critical chính giữa đồng thời cho nó mỏng luôn. Đó, đẩy góc bên đây phải nè, rồi góc bên đây trái nè. Sau đó mình sẽ ôm bột của mình vào chính giữa nhiều hơn nè, mấy anh chị thấy không? Ôm vào chính giữa nè. Ở đây bị lõm nè, đẩy ngược lên lại nè. Cho nó đồng, mình phải giữ làm sao cho nó không bị lõm ha. Và khi mà nước bột nó chảy quá mà nó dễ lõm á, mấy anh chị là một là chúi xuống, xong mình cho nó nằm lên nghiêng lại. Không có cho nó chảy lơ lửng nữa. Mình sẽ đẩy bột lên, xó bắt đầu vuốt nè, bột nó không còn chảy nữa là mình lúc đó mình mới bắt đầu vuốt ha, vuốt ngay cái chỗ đường nối cho nó mỏng đã, sau đó mình sẽ vuốt hai bên, mình vừa ôm vừa vuốt như vậy là bột của mình xuống nè, thấy không? Ôm 50% cỏ trong, 50% cỏ ngoài, đồng thời là phần này là cái bột của mình nó sẽ tự động là nó xuống luôn. Rồi xong chỗ này dày mình sẽ đè nhẹ bột xuống. Khi mà đè tất nhiên là bột của mình sẽ ra hai bên đúng không? Sau đó là mình bắt đầu mình ôm cái bột của mình vô lại nữa. Rồi vô lại thì tất nhiên nó sẽ bị dày chính giữa đúng không? Đè tiếp. Đè như vậy để cho bột của mình nó xuống thôi. Đồng thời ha là cho cái mặt móng của mình nó mịn. Hai bên không bị mất xếp. Đó. Đè xuống, nhẹ xuống nè. Lấy bột của mình ra khỏi tới đầu móng điểm số 10 nè. Bột vừa đủ ha. Bột vừa đủ thì mình sẽ tiết kiệm được bột rất là nhiều luôn.
Nên qua những cái lớp mà của Christine nó hầu như tất cả anh chị mình đều biết cách để control cái nước và cái bột của mình, để làm sao là mình vừa lấy đủ cái cục bột vừa đủ cho cái bộ nail thôi. Rồi ở ngón này khi mà mình đi được 70% là cái màu rồi, thì mình sẽ tiếp tục thêm một cái cục bột nữa là size small, để mà là chỗ này đúng không, chỗ này là lớn này, dài này, thì mình sẽ đi là cục size lớn nè. Ở đây có chút xíu à, nhưng mà để làm cho nó có cái độ cong hơi cong cong đây thì mình lấy cục size small. Đó, thấy không, cục nhỏ nè. Rồi để lên đây nhích bột xuống ha. Sau đó mình sẽ đẩy lên cuticle nè, tính giữa nè, góc bên trái nè. Sau đó mình sẽ dồn bột của mình vào chính giữa nhiều hơn mấy anh chị ha. Đó, tháp tháp nhẹ bột của mình xuống nè, mấy anh chị thấy không. Rồi vuốt nhẹ xuống, dùng thân cọ và bụng cọ ha, song song với nhau mình vuốt nó xuống. Sau đó mình sẽ điều chỉnh hai bên, coi chỗ nào còn thiếu, chỗ nào dư không. Đó, đây là cái màu EN trong set EN nha, gồm có là 8 màu. Thì cái set này chỉ với là 2 ao á, là gồm có 8 màu, có 75 đồng thôi một set. Anh chị mua còn được tặng sample nữa, về khỏi làm sample. Đó, cây cọ Christine đang xài là cây cọ số 12 nha. Nó help cho anh chị là mình lấy cái cây này rất là giữ nước cọ nè. Cọ nào khi mà anh chị dùng nó cũng giống nhau hết á. Nhưng mà đặc biệt nữa là nó giữ nước giữ bột nha. Nó rất là dễ vuốt cho anh chị, rất là dễ thương ha. Giữ nước giữ bột nha mấy anh chị. Cây cọ số 12 rất là giữ nước giữ bột. Thì bây giờ là Christine đang làm cái bộ nail mà móng dài nè. Christine cũng dùng cây cọ số 12 thôi. Khi mà anh chị dùng quen rồi đó, rất là dễ dùng. Cây cọ tiết kiệm nước, tiết kiệm bột cho mình rất là nhiều nha. Rồi, đi lại ha. Đây là size last nè. Đó. Sau đó mình sẽ giữ bột bên trong nha. Cuticle đẩy lên nè. Góc bên đây phải, đẩy góc bên đây phải. Góc bên đây trái, đẩy góc bên đây trái. Đồng thời ôm bột nè vào chính giữa nhiều hơn. Tại vì bây giờ là mình đang xài móng, đang làm móng nhỏ mà móng cũng rất là nhỏ đúng không? Đó, nên là mình đâu cần là bột lớn đâu, bột vừa đủ là được. Sau đó mình sẽ giữ bột này để cho bột không còn chảy nữa. Đồng thời là mình đồng thời là thực hiện cái thao tác là mình lắc tay nha mấy anh chị. Lắc tay nha, sau đó mình cho cái cuticle của mình nó mộng nè. Ôm hai bên xuống nè. Ra khỏi tới đầu móng điểm số 10 ha. Nên chị nào mà tập đắp á, là mình xài cây cọ số 12 nha. Mới bắt đầu tập đắp á, thì mình chỉ xài cây cọ số 12 là được rồi. Cây cọ hồi xưa là Christine xài cây cọ số 22 lận. Xong từ từ á, mình giảm xuống. Bây giờ là xài cây cọ số 10 thôi, 12 thôi. Đó, đôi lúc mà muốn xài cây cọ số 10 luôn. Nhưng mà cây cọ số 12 là vừa rồi mấy anh chị. Là mình làm marble everything đều đẹp nha. Rồi mình đi size small nè. Khi mà mình đi 70% mấy anh chị thấy không? Là bắt đầu là mình sẽ đi một cái cục bột nhỏ hơn. Đó, để bột lên cuticle ha. Nhích bột của mình xuống nè. Sau đó mình sẽ đẩy sát cuticle, đồng thời là mình ôm cho cuticle của mình nó mỏng luôn. Sau đó mình sẽ dồn bột của mình vào chính giữa nhiều hơn nè. Thấp thấp bột xuống tới 5-6, vuốt nhẹ xuống. Khi mà xong rồi mấy anh chị không lấy thêm nước nha, mình làm cho cái cọ của mình nó sạch đi, lấy những cái phần nước dư và cái bột đó, nó còn bám ở trên da nè, lấy ra. Sau đó thì mình sẽ kiểm tra chỗ nào thiếu thì mình sẽ thêm một chút xíu bột nha. Mình sẽ thêm một chút xíu bột nè. Đó, mấy anh chị thấy thêm một chút xíu, từ từ mình đẩy lên nè, chứ không có vuốt mạnh quá. Vuốt mạnh quá thì cái chỗ thêm của mình nó vẫn lõm như thường.
có bột mà giống như không có, tại vì mình mạnh tay quá. Mình mạnh tay quá là mình lấy bột của mình nó đi hết luôn. Đó, ôm hai bên nha. Món này cũng vậy. Mình đi 70% mấy anh chị. Sau đó mình sẽ đẩy lên critical nè. Mặc dù là đi hai cục nên là cái phần critical của mình á, cái cục độc đầu tiên critical cũng phải mỏng nha. Cũng phải đều nữa mấy anh chị. Mình đi cho nó tròn như vậy. Sau đó mình sẽ giữ bột bên trong chính giữa nhiều hơn nè mấy anh chị thấy không? Dùng thân cỏ đầu cỏ mình từ từ nhẹ nhàng ha. Đồng thời là mình dùng bột lên cái phần chỗ mà mấy anh chị hay bị lõm á. Tại vì nó lát bột nó chảy thì tất nhiên chỗ đó nó sẽ chảy. Nếu mà anh chị cho nó rơi tự do thì bột của mình nó sẽ bị chảy nha. Nên là mình sẽ dồn vô chỗ đó nhiều hơn. Sau đó cho nó cuticle nó mỏng nè. Đó, để lát mình đi cục thứ hai nó dễ hơn. Sau đó mình sẽ từ từ mình dùng thân cỏ, bụng cỏ mình vuốt để đấn cây cỏ chút xíu nè. Mình vuốt bột xuống, đè nhẹ xuống. Sau đó mình ôm xếp lại hai bên. Luôn luôn là mình giữ xếp. Thì như vậy lát nữa là mình sẽ đỡ mất thời gian để mà mình chạy máy. Mình giữ xếp. Sau after powder bột nó cứng, nó dày thì mình mất sức lắm. Nên là mình sẽ giữ xếp cho nó không bị mất xếp. Lát nữa là mình sẽ tiết kiệm được thời gian nha. Đi nhẹ xuống ra khỏi tới đầu móng điểm số 10 nè. Hai bên là cái bước cơ bản để mà anh chị mà mình làm móng nhọn dài nha. Mình sẽ đi hai cục bột. Thì rất là nhiều cách để làm. Thì đây cũng là một trong những cái cách rất là đơn giản để cô xin chia sẻ tới anh chị. Rồi mình đi cục size small nha mấy anh chị. Đi size small nè. Đó, size small. Để lên critical, nhích bột của mình xuống nè. Đồng thời là mình đẩy lên critical góc bên phải. Đẩy lên cái đi gầu bên tay trái. Dồn bột của mình vào chính giữa nhiều hơn nè. Sau đó mình sẽ vuốt bột của mình xuống. Nếu gặp đối móng móng dài mấy anh chị mà mình đi móng dài đó, để cho mấy anh chị là từ từ quen mấy anh chị đi hai cục nha, để cho nó an toàn đó. Tại móng dài khi mà mình lấy cục bột lớn á là hả, mình nhiều khi là mình không có control được á, mình chưa có điều khiển được nó, là mấy anh chị đi hai cục cho nó chắc ăn hơn. Đó, màu rất là đẹp nha mấy anh chị. Hai Long, hai Tròn. Rồi tiếp tục ngón khác cũng vậy nha. Đầu tiên mình sẽ đi 70% nè. Lấy cục bột lớn một chút xíu. Để cho độ dày nó, những cái móng của mình nó đều nhau á. Mấy anh chị là tập lấy nước lấy bột trước nha. Khi mà cơ bản mấy anh chị tập lấy nước lấy bột trước nè. Sau đó mình sẽ đẩy lên cuticle. Hello, Hana, Anna Trần. Giữ bột bên trong chính giữa nhiều hơn nè, thấy không mấy anh chị? Cái chỗ này rất là hay lõm nè, cái chỗ mà cây cỏ mà cục sinh đẻ đó rất là hay lõm, mấy anh chị thấy không? Mình không đẩy bột lên là nó sẽ bị lõm liền. Nên là mình sẽ dồn bột vô, đồng thời là mình sẽ đẩy bột nó lên lại đó, để cho cái bột của mình nó không bị chảy đó. Khi mà không chảy rồi, bắt đầu mình sẽ đấn cây cỏ, mình vuốt cái chỗ đường nối nè. Đó, thì mình sẽ vuốt xuống. Đồng thời mình để cây cỏ của mình đấn ha. Mình để nhẹ bột của mình xuống nè. Cái này là Christine đang làm thao tác rất là chậm để chia sẻ từng bước cho mấy anh chị. Và nếu mà mình quen dần rồi, mình đi thao tác rất là nhanh khi mà mình không nói. Sau đó là mình sẽ vuốt bột của mình xuống, ôm hai bên. Thì thường á là mọi người có một cách vuốt bột riêng. Thì Christine vuốt bột là nó khô nha. Christine vuốt bột khô, không lấy nước nhiều. Khi mà xong hết đã, Christine mới lấy một lần nước nữa để mà mình vuốt từ cuticle xuống tới đầu móng. Vì cây cỏ rất là nhự nước nên là Christine mặc cho Christine là chùi vô tờ giấy, nhưng mà
nó trong cỏ của mình vẫn còn nước nha mấy anh chị. Xong mình sẽ đi cục bột thứ hai ha. Cục bột thứ hai của mình nó sẽ là size small thôi. Mấy anh chị thấy không, cục bột soy lost này. Bây giờ mình sẽ lấy size small. Nhưng mà cái cục bột size small này có độ dày cũng phải bằng nhau nha. Tuy là nó nhỏ hơn thôi nhưng mà mình lấy cái độ dày nó đều nhau. Đó. Sau đó mình sẽ để lên cuticle nha mấy anh chị, để sát vô. Sau đó mình sẽ nhích bột về phía trước, dùng góc cọ mình đẩy lên cuticle góc bên phải, chính giữa và góc bên trái, đồng thời cho nó mỏng luôn mấy anh chị, mỏng luôn. Đó, mình ôm cho nó mỏng luôn. Sau đó mình sẽ dồn bột của mình xuống nè, dồn vào số 3, số 4, tháp bột mình xuống đến 5, 6 nè. Bắt đầu mình sẽ vuốt nè, vuốt hai cái màu, hai cục lớn cục nhỏ nó nối với nhau luôn. Sau đó mình sẽ dùng cái cỏ khô nha, mình clean hai bên. Hai Hoa Nguyễn, rồi mình tiếp tục còn hai ngón nữa. Nên khi anh chị mà mình đi móng dài, mình mới bắt đầu tấp bột á, thì mình đi hai cục nha, mình đi hai cục cho nó an toàn nha mấy anh chị. Đầu tiên mình sẽ đi cục lớn nè, size large nè. Giữ bột ở bên trong 3 giây, lấy cỏ ra. Sau đó bắt đầu đẩy lên cái cổ chánh mỏng luôn. Ôm bột vào chính giữa nè, nhiều hơn nè. Đó, cho cuticle của mình nó đều luôn nha mấy anh chị. Dồn bột chính giữa nhiều hơn. Tại vì lát nữa khi mà mình vuốt bột á, là cái cỏ của mình nó cũng vuốt tới hai bên nè. Nên anh chị đừng có lo ha. Giữ bột bên trong chính giữa nhiều hơn nè. Đồng thời đẩy bột lên ha. Chỗ nào lõm mình sẽ đẩy bột lên chỗ đó. Giữ bột nè. Sau đó mình sẽ để cái cỏ hơi đứng nè mấy anh chị thấy không. Vuốt cuticle của mình cho nó mỏng ha. Góc bên phải, góc bên trái luôn nha, đều phải mỏng. Rồi bắt đầu ôm bột chính giữa nè, vuốt bột của mình xuống tới đầu móng nha. Đó, nhẹ nhàng đẩy bột xuống. Khi mà bột của mình rất là dẻo, nhưng mà mình phải có thời gian để cho nó dẻo. Mới lấy lên là nó rất là chảy, đúng không? Tại vì sao, nó phải có thời gian để nó kết hợp với nhau à, và cho nó định hình lại với nhau. Xong lúc đó là bột của mình nó mới dẻo. Đó, đợi khô chút xíu là mình sẽ thấy cái nó có độ dẻo rất là đẹp luôn, dễ vuốt lắm. Vuốt ra khỏi tới đầu móng điểm số 10 nha. Rồi xong mình sẽ đi cục bột thứ hai nha. Đó, anh chị nào mà làm móng nhỏ đi một cục cũng được, đi hai cục nha. Móng ngắn, móng dài, square coffin đều giống nhau hết. Rồi đi một cục, thêm cục nữa. Nè, đẩy lên cuticle nè, nhích bột xuống nè. Sau đó mình sẽ đẩy lên cuticle ha, dùng cái góc cỏ nha. Đó, mình dùng cái đầu cỏ nè, đầu cỏ của góc phải nè. Đó, sau đó nhích bột của mình xuống nè, vuốt nhẹ xuống nè. Giờ vuốt cho nó vài đường nữa cho nó đều lại. Sau đó dùng cây cỏ khô nha, không lấy thêm nước nè, chùi hai bên. Tại nước với bột nó dính ra da, nếu mà mình không chùi lát nó sẽ bị một lớp mỏng nó bám ở trên đó, mình rất là khó dũa. Nên là mình sẽ dùng cây cỏ khô nha, không thêm nước, làm cuticle everything cho nó đẹp luôn. Đó, chùi cho nó đẹp. Sau đó bắt đầu là vuốt lại một lần nữa, hai Vân Nguyễn. Xong
đó mình đã gần hoàn chỉnh xong cái bộ nail mà nó không bị mess up, đúng không? Nên là những cái thao tác mà mình sẽ làm từ từ, mình tập từ từ, giống như một cái lý thuyết. Khi mà lý thuyết thì mình phải đi chung thực hành. Đó, đặt cục bột 70%, đẩy cuticle góc bên đây phải, đẩy góc bên đây phải, góc bên đây trái, đẩy góc bên đây trái. Sau đó thì mình sẽ dồn bột của mình vào chính giữa nhiều hơn nè. Đó, dùng thân cỏ, đầu cỏ mình dồn nó vô ha. Thấy không? Sau đó chỗ thấy chỗ này nó lõm không, đẩy bột mình lên chút xíu, đúng không? Đẩy nó lên đã, lát tính sau. Khi mà bột của mình nó đã không chảy nữa nè, bắt đầu mình sẽ cho cây cỏ của mình đứng nè. Đó, mình vừa vuốt vừa ôm cho nó mọng xuống phần hai bên nha mấy anh chị, để cho nó có độ cong nữa. Đồng thời nè, đè nhẹ bột của mình xuống, mình lấy bột của mình đổ ra khỏi tới đầu móng điểm số 10. Đó, vừa đủ bột, tại vì cái này là super nhọn nha mấy anh chị ha. Mình vừa đủ bột thì Christine thường á là vuốt khô, không có vuốt ướt. Vuốt khô là mình không lấy được nhiều nước á. Sau đó khi mà xong rồi mình cho nó ướt lại lần nữa, mình vuốt lại một lần nữa cho mặt móng của mình nó mịn ha. Xong. Bây giờ là mình sẽ đi cục bột thứ hai nha. Cuticle nhích bột xuống nè. Sau đó mình sẽ đẩy lên phần cuticle mình, góc bên trái, đẩy góc bên trái, phải đẩy phải nha, cho nó sát. Đầu tiên, việc đầu tiên khi mình để bột lên là phải nhích bột, sau đó mình chăm sóc cuticle trước. Tại vì cuticle của mình á là bột á còn mọt ướt á là nó sẽ bám. Còn nếu mà bột á mà mình đẩy khô á, khi mà nó lên tới phần cuticle nó khô á là nó không có bám nữa, nó sẽ bị dứt và bị dơ hở. Sáu vuốt nhẹ nè hai bên đó. Lúc này đây là mình làm cho cây cỏ mình khô nha, cây cỏ khô nè. Sáu vuốt nhẹ, chăm sóc hai bên không bị mất xếp nè. Đây mình đi hai cục đó, xong ha. Cuticle sát nè mấy anh chị thấy không? Thì á, từ đó thì mình rất là dễ. Nên anh chị nào mà mình mới tập bột á, là mình cứ tập cho nó, cái tay của mình á, nó thành thạo trước đã. Tại vì sao mình muốn vuốt bột thì khi mà mình cầm cây cỏ cũng phải không có cho nó cứng, đúng không? Đó, mình phải tập đắp, tập đẩy, tập ôm, tập vuốt, để cho tay mình nó quen dần đi. Sau đó là mình mới thực hiện những kế tiếp, là mình sẽ thực hiện những cái thao tác khác. Màu rất là đẹp nha mấy anh chị, so cute luôn. Đó, so cute. Thì mình đã đắp bột xong rồi, bây giờ là Christine sẽ qua cái phần cơ bản để cho anh chị là mình vuốt xếp lại nha. Thì khi mà anh chị mà mình tập được á, làm như vậy rồi thì mình vuốt xếp rất là ít luôn, mình sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Giờ mình sẽ rửa cỏ trước nha mấy anh chị. Đó, mấy anh chị là mua sắm nè. Đó, mọi người sắm. Cái này là một cái hộp rất là đẹp nha mấy anh chị. Mình đựng rất là nhiều cỏ. Xài xong á, mấy anh chị là không có muốn nó bị hư á, mấy anh chị lại trong cái hộp như vậy nè. Đó, mình tạo xếp xong, rửa sạch những cái cây cỏ mình để lên đây. Là nó không có đụng thì cái đầu cây cỏ của mình nó sẽ không bị hư ha. Người khách của mình á, muốn rất là mỏng thôi nha mấy anh chị, là mình không có đi dày cho khách, tùy khách là muốn dày hay mỏng. Dày hay mỏng thì mấy anh chị mà mình lấy bột á, lớn hay lấy nhiều hay ít nha.
Xong rồi thì mấy anh chị thấy không, bước đầu tiên mà Christine làm á, cơ bản ha, anh chị nào mà mình mới tập đắp á, mình đi theo mình, tại mỗi người nó đều có một cách đúng không, thì Christine lúc nào cũng đi vậy nè. Cái bước tiếp theo của Christine sẽ là mình sẽ dụ under móng. Đây, mình sẽ dụ under móng nha. Mấy anh chị thấy là những cái bột của mình nó dư không? Nó dư đây nè. Thì bắt đầu là Christine sẽ để dụ ha. Đó, xong một bên ha. Thì bây giờ mình bắt đầu dũa nè. Đầu tiên lúc nào cũng vậy, là của xin lúc nào cũng là mình dũa ngay cái chỗ mà đường nối giữa móng thiệt móng giả nha. Đây mình để cái dũa mình nè, dũa cái chỗ đường nối móng giả móng thiệt cho nó thẳng đã. Bên này cũng vậy, thẳng nè, đưa cây dũa mình thẳng ha. Sau đó mình sẽ để cây dũa mình xuống nè, từ cái điểm nối nè, ở dưới nè, phần dưới mình để xuyên qua đó, tới cái đầu móng giống vậy nè. Đó, mình dũa ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi mà cái phần dưới của mình á, mình thấy thẳng rồi thì các anh chị là mình sẽ dừng. Mình sẽ dừng nè. Rồi xong mình chuyển qua bên này ha. Các anh chị thấy là nó bị lồi xuống không? Tức là cái móng thiếp ở phần dưới của mình không thẳng, hay là lúc mà mình đắp bột nó bị xiên qua. Đó, mình sẽ để cây dũa của mình xuống nè. Đó, 1, 2, 3, dũa cho nó thẳng đã. Khi mà phần dưới mình thấy thẳng nè, các anh chị là mình sẽ dừng tay. Đó, mình dừng tay ha. Sau đó mình sẽ xoay cái tay người khách nằm trên một mặt phẳng tiếp tục. Là mình sẽ dũa phần thân ở phần trên. Đó, từ ngay cái chỗ đường nối móng tới cái đầu móng. Nếu mà trong trường hợp hai bên nó bị dày, mấy anh chị hơi nằm lên một chút xíu cái mặt móng, mình đánh mặt móng cho nó mịn. Sau đó tiếp tục là mình sẽ đi nữa. Khi nào nó thẳng thì mình mới bắt đầu mình ngã dũa cái cụ dũa của mình đi ra ha. Rồi, một bên thẳng. Sau đó mình tiếp tục qua bên này. Đồng thời khi mà qua bên này, mấy anh chị luôn luôn là móng dài thì mình lấy cái ngón tay của mình á, mình đỡ ở dưới nha. Rồi tiếp tục mình sẽ qua bên này. Cũng y chang thao tác như vậy luôn. Mình sẽ dũa thẳng đã. Đó, sau đó mình mới bắt đầu dần. Thì để cho cái đầu móng của mình á, khi mà rất là nhiều anh chị cơ, mình chưa bao giờ làm qua móng nhọn á, mấy anh chị hay bị vậy nè. Hai bên thẳng rồi nhưng mà cái đầu móng mình chưa thẳng đúng không? Thì anh chị để cây dũa của mình nè, từ cái chỗ mình đường số 9 nè, hai bên nối với nhau. Đồng thời khi mà làm móng nhọn là cái đầu móng của mình không có được dày nha. Nên là lúc mà Christine đắp bột á, là mình đắp cái đầu móng mình không có dày lắm. Tại khi mà đối với cái người khách mà không yêu cầu cái độ nhọn á, thì không sao. Mà nhiều khách á, là nó yêu cầu là gọi là super nhọn á, thì mấy anh chị là đầu móng của mình nó là không có dày nha. Bên này cũng vậy. Đó, thì mình sẽ ra super nhọn ha. Super nhọn giống vậy ha. Rồi tiếp tục qua những cái ngón khác của mình. Đó, mình dùng tay của mình ha, tách rời hai cái móng thiệt và móng da tay người khách ra đã. Sau đó mới bắt đầu lấy. Thì cái nail bag của người khách của mình á, rất là ngắn. Mấy anh chị thấy là nó hơi ngắn không? Nó rất là ngắn nha. Đó, nên cái 5-6 của mình sẽ rơi vào phần này luôn. Rồi, bước tiếp theo của mình sẽ là để cây dũa mình này, từ cái điểm số 6 mình dũa tới điểm số 10. Khi mà nó thẳng mình sẽ dừng. Rồi bên này cũng vậy. Khi mà thẳng rồi bắt đầu đặt cây dũa mình thẳng từ cái điểm số 6 nhìn tới điểm số 10, mình sẽ dũa thẳng nè. Bên này cũng vậy. Bắt đầu mình sẽ dũa từ số 9 tới số 10 nè. Nối cho nó thẳng nha mấy anh chị.
và super nhọn luôn. Thì có phải là khi mà thao tác rất là đơn giản như vậy ha, thì anh chị sẽ lấy được cái super nhọn. Giờ bên này, nên anh chị là đừng có ngại khi mà mình làm móng nhọn. Khách muốn nhọn bao nhiêu thì mình cứ cho nhọn bao nhiêu đó. 6 tới số 10 bên phần dưới nè. Bên này cũng vậy. Đó, để cái cây dụ mình ha, từ số 6 tới điểm số 10 phần dưới nè, anh chị thấy không? Thẳng phần dưới nè, bên này cũng vậy. Sau đó mình sẽ đi thẳng cây dụ mình lại. Mình khi mà đặt cây dũa, anh chị đừng có nghiêng quá nha. Nghiêng quá như vậy là rất là khó, dũa mới sẽ ghi vô cái điểm mà da của người khách đó. Hello Trọng Phan, hai em. Đó, thế là mình đã xong cái độ nhọn đúng không anh chị? Thì khi mà anh chị mà muốn cái độ nhọn á, giúp mình xin share cái like này nha. Thì đây cũng là một trong những cái cách mà mình sẽ làm cái đầu móng của mình super nhọn, giống như 10 ngón, giống như một vậy đó. Thì next. Thank you em. Thì móng nhọn nhiều khách đó là thích super nhọn như vậy ha. Nếu mà khách mà muốn mà nhọn tròn thì nó cũng dễ hơn. Nếu mà muốn super nhọn thì có nhiều anh chị là mình không lấy được. Hai Trần Thay Lì có nha em. Lát nữa là cô sẽ làm marble bằng keo loan. Sau đó mình cũng có dán pixie luôn, dán foil luôn. Hôm nay cái bộ nail này là đầy đủ đồ cho mình luôn á. Vừa dán foil, vừa làm keo loan, mình vừa gắn diamond nữa, gắn pixie á. Có rất nhiều anh chị là mình không gắn được hay là nó bị mất xếp á, thì lát nữa là cô xin sẽ chia sẻ ha, hai bên ha. Thì mình sẽ cố gắng mình dụ cho nó nhanh chút xíu, mình qua cái phần design. Phần design của mình á thì có vẽ một cái đường thôi. Thì mình sẽ dụ thật nhanh ha, để mà mình qua cái phần design, để anh chị là mình không có cần chờ lâu. Cái phần design đơn giản lắm, nhưng mà không biết sao là khách hôm nay là
là muốn vừa có dáng foil, vừa có treo loan marble nữa, vừa có pixie nữa. Pixie á, mới về nha, nhưng mà không phải Swarovski, nhưng mà rất sáng luôn mấy anh chị, tới 28g luôn, nó rẻ hơn Swarovski rất gấp 3 lần luôn á mấy anh chị, có 32 đồng. Hồi nãy là Christine mới vừa về tới vô tới xong mình thấy á, like cho mấy anh chị xem luôn. Anh chị mua nhanh ha, kẹo nó hết nha, có 32 đồng cho 28g thôi. Hi Richard, hello em. Và cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Christine mới xong cái lớp Sacramental. Thì lớp tháng 11 tại Genro của mình cũng full rồi. Thì Christine là bắt đầu là sẽ nhận lớp cho tháng 12 ha. Thì tháng 12 á, tháng 11 thì Christine sẽ kết hợp với Sang Phan cùng Vinny Trần. Tháng 12 thì Christine sẽ kết hợp Sang Phan, Christine với lại Richard Trần nha mấy anh chị. Anh chị nào mà mình mix up cho tháng 11 á, là mình có thể là đăng ký cho lớp tháng 12 nha mấy anh chị. Tháng 12 của mình sẽ rơi vào đầu tháng nên anh chị là mình yên tâm ha. Mình làm xong cái là mình về hốt lễ luôn. Ok em. Rồi sau đó là mình sẽ bắt đầu mình chạy máy nha mấy anh chị. Ok, hẹn gặp Richard tháng 12 nha em. Ba ngày nói nhiều quá nên là hôm nay là Christine là cái giọng là chính thức là mình ốm luôn, giọng mình là mất tiếng luôn mấy anh chị. Đó, nếu mà mặt móng của mình nó mịn là mấy anh chị chỉ cần chạy sơ cái vi cồ thôi là mình đã sạch nha. Đó là mình không có cần chạy mặt móng nữa vì mặt móng của mình á đã mịn rồi. Đó, mình xong hết thì phần đầu là cô xin có chia sẻ cách là mình chăm sóc cái phần cuticle như thế nào á. Để lát nữa lát làm xong á là mình không có cần chạy máy á. Mấy anh chị giúp cô xin share nha. Hy vọng thì mấy anh chị là vô sau hay hình Nam Kha. Hy vọng mấy anh chị vô sau á là mình có thể là xem lại cái like nha. Giờ mình tranh thủ là mình qua cái phần trước, mình qua xong cái phần này. Nên nó khi mà anh chị mà mình chăm sóc được cái cuticle, mình lấy được đủ bột, đủ nước á, thì cái phần cuticle của mình á, hay là cái bộ nail của mình á, mình sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều luôn. The nail's fell.
With the wind. With the wind. Yeah. Hello, chào cả nhà. Bây giờ là cô xin sẽ chia sẻ cách anh chị làm design mà nó không bị mất shape nha. Em ơi, cho chị hộp pixie nha. Pixie mới. Lát đi, để cho nó đem ra chị. À, xong rồi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu. Hai em Kevin. Trời, em mới đổi hình nền Facebook hay sao vậy, Kevin? Chị nhìn đâu có ra đâu, chị thấy tên lạ quá. Facebook kia đâu rồi cưng? Đây ha, mình buffer này, mấy anh chị buffer ha, hai anh đại. Mình buffer từ cuticle ra tới đầu móng điểm số 10 ha. Đầu móng nè, sau đó mình mới xoay tay người khách kéo xuống giống vậy ha. So cute ha. This one. Ok, anh Đại lá em xuống live em call nha. Ồ vậy hả, Facebook bắt em đổi tên thiệt đúng không? Đúng rồi, phải xài tên thiệt nha. Nó bắt chứng minh là giấy tờ lắm. Nếu mà mình chứng minh không được á là nó lóc luôn. Ok ha, rồi bây giờ là mình sẽ cho người khách của mình rửa tay ha. Đó, mấy anh chị thấy không, tiết kiệm mình mỗi thao tác á, mình kỹ tỉ mỉ một chút xíu thôi. Thì Christine biết là móng nhọn nó không khó đâu, nó không có khó đâu. Đó, thì quan trọng là mình biết cách lấy lại thôi. Thank you em đang ở Atlanta hả em? Ok, wash your hand, ok, come back. Bây giờ là Christine sẽ bắt đầu là mình design nha. Mấy anh chị đừng có offline thì Christine, mấy anh chị mà mình chưa có rành về cái phần design đó, có thể là chia sẻ giùm Christine cái line này. Vì cái line này chia sẻ những cái rất là basic thôi, đơn giản basic lắm. Nhưng mà nó cũng hết full chắc là nhiều anh chị là mình không biết nha. Nên những cái like của Christine là đa số là những cái like rất là đơn giản. Thì anh chị nào mình professional hay là mình làm đẹp rồi đó, đừng có cười Christine. Đây là Christine muốn chia sẻ tới những anh chị là mình chưa có làm được, hay là mình có những cái gì đó sai sai, nó chưa có được đó. Thì mấy anh chị là mình có thể là theo dõi like của Christine nha. Rồi khi mà mình làm foil thì mình cần cái foil đúng không? Đây là cái foil ha. Đầu tiên thì mình sẽ dán foil trước. Sau đó mấy anh chị thấy nè, foil. Đây là cái hộp foil gồm có radio thế này kia. Thì mình sẽ dán cái này ha. Hai chị Lisa Trang. Dạ em không có bán đèn Silac CND, nhưng mà em có bán là của Silam nha anh chị, của Silam nha. Mình có đèn treo luôn. Mình có đèn treo luôn nên chị có thể là tham khảo cái đèn treo bên em. Rất là tốt luôn ha. Cái đèn treo của em sẽ thuộc dạng giống vậy nè chị. Đó, đèn treo của em là dạng này ha mấy anh chị ha. Là 96W. Ở bên trong của mình gồm có 52 cái bóng luôn. Mấy anh chị thấy không? Là khi mà mình làm lên nè, mình dỡ lên mình làm chân rất là được, móng dài móng ngắn đều được luôn nha mấy anh chị ha, nhất là cái móng mà Christine hay làm á. Rồi xong rồi thì bây giờ là mình sẽ sử dụng tới cái đèn treo luôn. Còn đây là cái chai mà pixie mà Christine nói tới cho chia sẻ tới mọi người, crystal nè. Đó, 28 gram luôn, chai rất là bự nha. Đó, nhiều gấp 3 lần cái của Swarovski luôn mà giá nó rất là rẻ luôn. Đó, có 32 đồng thôi. Rất là sáng. Để Christine đổ ra cho mấy anh chị xem ha. Trước khi xài, show hàng trước đã. Show hàng cho mấy anh chị thấy là cái đồ nó chất lượng cỡ nào. Mấy anh chị thấy không, trên màn hình rất là sáng. Đó, anh chị nha, order nhanh ha. Anh chị là mình order nhanh tay nha. Số lượng không có nhiều. Rồi, một hộp là 32 đồng thôi. Rất là sáng mấy anh chị nè. Cái này là Christine đang đổ trực tiếp ở trên cái live của mình nha. Không qua hiệu ứng, không qua gì hết. Mấy anh chị thấy sáng không?
rất là sáng ha. Lát nữa là cô Xin sẽ làm cho mấy anh chị thấy nè, rất là sáng nha. 32 đồng thôi cho 28 gram nha, rất là nhiều nha mấy anh chị, 28 gram lận á. Còn thường của Swarovski á là có 5 gram, 10 gram thôi. Còn cái này là rất là sáng, tại vì dạo này hàng Swarovski rất là hiếm đó, rất là hiếm mà nó mắc nữa, nên là mấy anh chị chuyển qua xài cái này đi, xài cái này nha mấy anh chị. Rồi Christine sẽ đi cái phôi trước đã. Đầu tiên thì mình sẽ dán một nửa thôi, khách của mình yêu cầu có một nửa thôi mấy anh chị. Mình sẽ đi size và thiết kế cho cái bộ nail này nha mấy anh chị ha. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái phôi. Cái phôi này mấy anh chị có thể là lên website mình order. Đó, mình sẽ dán một nửa giống vậy nè. Đó, so cute luôn ha. Sau đó lát nữa mình sẽ vẽ một nửa lên. Thì khi mà dán nè, mấy anh chị sơ một lớp phôi nha, lên cái phôi B. Cái phôi B này mấy anh chị nè, dán rất là tốt luôn nha. Thì mình sẽ dán một nửa cái phôi B này lên, mình sơn hết nguyên ngón luôn. Pixie nha mấy anh chị, có thể là lên website là mình order luôn nha mấy anh chị. Hàng mới về luôn, bao chất lượng cho mấy anh chị xài, rất là good. Rồi sơn cho nó đều nè. Khi mà xong rồi mấy anh chị vuốt đều dùm Christine ha. Quét đi quét lại như vậy cho nó đều tay. Xong vuốt hai bên inside. Mình hơ khoảng là 45 giây tới phút nha. Rồi tiếp tục bên này cũng vậy. Mình sẽ đi đá sau cùng nhất. Quên ha. Đi hết nguyên ngón luôn có sao đâu. Cái này mình quét nguyên ngón luôn. Phôi bay nha, có tại website rất là dính. Dính tới 99% nha mấy anh chị. Và tùy theo cái loại phôi nữa, nên anh chị chọn phôi á phải cẩn trọng chút xíu, nhiều cái loại phôi nó không ăn. Nên á, những cái phôi mà bên Christine nó là silamsupply.com á đều ăn nha mấy anh chị. Christine test trước khi là mình đưa lên website bán cho mọi người luôn. Yeah, inside. Đó, để cho dễ dán nè, mấy anh chị để lên đây. Sau đó mấy anh chị thấy không, mình muốn đâu mình để đó ha. Try a little bit more. Cái này cho nó hơi khô chút, chưa khô lắm. Đó, trong thời gian chuẩn bị thì mình sẽ đi kiếm treo loan của mình ha. Chơi treo loan và treo trắng. Rồi, thì mình cần hai món này để mà mình làm marble nha mấy anh chị. Mình sẽ làm hai ngón marble. Hai ngón marble trắng, giống như khói vậy đó, nhưng mà rất là dễ thương. Thì ngoài ra nữa mình cần thêm cái cây cọ Lightwork nè. Đi kiếm cây cọ Lightwork đã. Trong thời gian mình chờ đợi cái phôi của mình ha. Đây cây cọ Lightwork ha. Thì mấy anh chị giúp mình xin là chuẩn bị những cái sản phẩm mình cần, những cái món mà mình cần. Sau đó cần thêm cây cọ Oval nữa. Đây có cây cọ Oval hai đầu ha. Xong rồi mình đi kiếm thêm cái hũ vẽ đó, màu trắng. Xong ha, bắt đầu là mình sẽ dán nè mấy anh chị thấy không? Mình muốn dán một nửa đúng không? Tới đâu thì mình sẽ đặt cái phôi của mình lên đó nha. Ví dụ đi nè. Mấy anh chị muốn dán tới đây nè. Mấy anh chị để xuống, để phôi của mình xuống nha. Xó vuốt nhẹ ha. Sorry nha, mới vừa hết sắp hết binh. Rồi. Bắt đầu thì mình sẽ vuốt nè, mấy anh chị thấy không? Mình vuốt nha. Mình vuốt từ trên xuống nè. Cho nó hai bên luôn. Vuốt hai bên giống vậy. Đó, khi mà vuốt xong rồi bắt đầu là mình sẽ xé ra nha. Mình xé ra nè.
Đó mấy anh chị thấy không? Rất là đẹp ha, so cute luôn. Đó mấy anh chị thấy không? Rất là đẹp ha. Phôi dán rất là dính nè. Rồi tiếp tục bên kia, next. Cái này mình dán phôi nha mấy anh chị. Backwards? Oh yeah. Okay. Good. Thank you. Xém tí dán ngược luôn. Đó, mình đặt ngay xuống ha. Hai bên. Sau mình lấy tay mình vuốt phần chính giữa nè. Anh chị thấy không? Lấy tay vuốt phần chính giữa nha. Anh chị có thể là kiếm cái hộp phôi này trên website của mình ha. Cái gì nó cũng cần hết á. Khách mình thích là mình chiều luôn. Đó, so cute luôn ha mấy anh chị. Rất là đẹp ha. Đó, thì khi xong rồi thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ vẽ nó lên. Khi mà xài nè, mấy anh chị đừng có cắt cái phôi của mình. Mình để nguyên miếng vậy ha. Mình để nguyên miếng như vậy nè. Xong mình cuốn lại. Đây design rất là basic nha mấy anh chị. Rất là đơn giản luôn, là mình có thể là phối nè. Mấy anh chị thấy không? Trong tiệm của mình á, lỡ mà khách mà đưa cái design này thì mình phải có đầy đủ đồ. Hôm nay là cô xin kết hợp quá trời đồ luôn. Xong rồi mình sẽ bắt đầu mình sẽ vẽ nó. Bây giờ mình qua cái phần mình qua phần châu lan trước nha, với cái màu trắng trước nè mấy anh chị. Rồi. Đây là phần châu lan. Ngón này thì mình sẽ qua phần châu lan ha, mình sẽ sơn một lớp châu lan. Ok Angel Nguyễn, ok em. À, sẽ có nhân viên help em nha em. Rồi bên này. Cái này rất là dễ xài luôn, Dio này là làm rất là nhiều. Sơn một lớp mỏng treo loan lên nha mấy anh chị. Bây giờ mình bắt đầu là mình sẽ đi marble nha mấy anh chị ha. Thì marble mình cần cái màu trắng nữa. Rồi đây là cái chai màu trắng nè mấy anh chị ha. Rồi mình lấy một ít màu trắng để lên đây nè. Bắt đầu là mình sẽ đi màu trắng lên. Đó, mình đi cho nó loang nha mấy anh chị. Mình cứ đi vậy nè. Đó, tùy theo là anh chị mà mình muốn đi sao cũng được hết á. Đi đậm, đi nhạt, tùy mình ha. Đó, marble không có một cái hình dạng nào nhất định hết á. Tùy theo là mấy anh chị đi. Nhưng mà khách của mình á thì thích nhiều hơn. Đó, đi marble. Sau đó mình sẽ chờ cho nó hơi loang trước đã. Và mình mới bắt đầu là để vô máy nha mấy anh chị ha. Lấy tay của mình là vuốt hai cái thành xếp cho nó không bị mất xếp nè. Cái này vẽ xong nữa lát đó mình sẽ lấy cái cây cỏ mình sẽ vẽ lại thêm một lần nữa mấy anh chị, vuốt cho nó không bị mất xếp trước nha. Đó mình vuốt xuống giống vậy nè. Khi mà cái độ loang là mình thích hợp mà mình vừa ý rồi thì bắt đầu là mình sẽ để vô máy. Ok, inside first. Bên này cũng vậy. Rồi ha. Cái treo loan này không đặc lắm, không lỏng lắm. Khi mà cái độ loan nó rất là vừa phải cho mình làm marble hay làm những cái bông hoa loan nha. Rất là đẹp luôn chai treo loan. Rồi tiếp tục mình sẽ vuốt ra khỏi tới đầu móng của mình nè. Hai bên nè. Sơn đi sơn lại ha, cho nó đều. Trước khi làm vuốt một lần nữa cho nó không bị mất xếp đã. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu là mình đi nè. Mình đi tạo cái nền trước nha mấy anh chị ha. Tạo nền trước nè. Đó mấy anh chị thấy cái độ loang của cái keo không? Đó rất là dễ cho mình làm. Ở đây thì mình marble cho nó mặt móng nó nhiều một chút xíu. Bên này cũng như vậy. No, not yet. Mình chờ cho nó hơi loang một chút xíu theo ý của mình muốn trước nha mấy anh chị ha. Đó, loang vừa đủ đẹp rồi, sau đó mình mới bắt đầu để vô máy và hai bên là không cho nó bị mất xếp nè. Ok, inside. Khi mà xong rồi, lấy cái ngón kia ra ha. Rồi bây giờ là mình sẽ thực hiện là thao tác là mình sẽ dùng cây cỏ nét luôn. Mình sẽ vẽ lại những cái đường gân
cho cái marble của mình ha mấy anh chị ha. Đây, tùy theo là mấy anh chị là mình muốn gân lớn gân nhỏ hay là như thế nào để mấy anh chị có tùy thích là mình đi. Đó, ở đây là mình đi giống vậy nè, giống như sấm chớp nha. Cái này mình đi sấm chớp không ngại nha mấy anh chị. Đó, đi từ từ ha, mình đi từ từ nè. Đó, nét lên nét xuống nè. Càng rung càng đẹp nha mấy anh chị ha. Này càng rung càng đẹp nha mấy anh chị. Đó, so cute. So cool. Đó, rất là dễ thương ha. Thế là mình đã xong một bên ha. Rồi, tiếp tục là mình sẽ để vào máy. Còn bên này cũng vậy ha. Thực hiện lại lần nữa. Mấy anh chị thấy không? Đó, không bị gồ, không bị gì nha. Không bị mất xếp nha. Làm là không cho nó bị mất xếp nè. Bắt đầu là mình sẽ dùng cây cỏ nét của mình nè. Lấy cái màu trắng hiện có của mình ha. Đó. Sau đó mình sẽ bắt đầu vẽ. Vẽ thì cái marble thì mấy anh chị biết rồi đó, không có cái nào giống cái nào hết á, tùy theo là tâm trạng mình thích thôi. Hôm nay là nó dít dắt hơi nhiều. Khi nào mình vẽ mình cảm thấy đẹp thôi là được, tại cái marble không có cái nào giống cái nào hết á, nên cách nào mà yêu cầu exactly á là không được. Nên nó miễn sao là khi mà mình vẽ là thấy nó hài hòa hợp với cái bộ nail của mình là được nha mấy anh chị ha. Rồi vẽ nè, vẽ từ từ nè. Đó, mấy chị thấy dễ dễ không? Rất là dễ ha. Rồi bên này thêm chút xíu vô nữa cho nó đầy đặn chút xíu. Đó, rất là đẹp luôn, dễ thương quá. Ok, inside. Xong rồi bắt đầu ha, thì mình sẽ vẽ cái line cho cái Dio của mình. Mình dùng chai treo mà đặc dụng nha. Cái này đặc hơn nè mấy anh chị thấy không? Trong cái hũ của mình á. Đó. Dùng cái treo mà trong hũ này nha. Trong set có. Sau đó thì mình sẽ vẽ cái đường line ở đây nè. Mấy anh chị thấy không? Vẽ cái đường line ngang qua đây. Đó, Christine đang dùng cây cọ Lightwork nha mấy anh chị. Cây cọ Lightwork này Christine bán rất là chạy, rất là dễ dễ nha. Nét đậm, nét lợt, mấy anh chị dễ, rất là dễ. Thì Christine thiết kế cây cọ này là cho mấy anh chị mà mình mới bắt đầu tập dễ, đều dễ được nha mấy anh chị ha. Đẹp lắm. Ok, next one. Hi Mia. Đó, so cute ha mấy anh chị. Rất là đẹp, so cute luôn, rất là đẹp luôn. Đó, và mình sẽ bắt đầu để vô máy. Rồi, để cho anh chị là mình ăn gian chút xíu cho cái design của mình nổi bật ha. Give me. Rồi, để cho cái design mình nổi bật, mấy anh chị chấm tô viền lên những cái này nè. Đó, thêm những cái nét đường chấm lên thì tự nhiên cái design của mình nó nổi bật hơn.
Okay, so cute. Excuse me. Ôi, thank you. Rồi làm marble ha, mấy anh chị cần có cái treo loan ha, cộng thêm cái màu trắng angel white rất là đẹp luôn. Để tôi xin bữa nào làm live cho anh chia sẻ tới anh chị ha. Màu trắng này tôi xin bán rất là nhiều luôn, rất là dễ xài, màu đậm đặc, sơn không bị rút nha, mà sơn mỏng dùng Christine nha mấy anh chị ha. Rồi xong bây giờ là mình sẽ qua cái phần mà dùng mình sẽ đính đá cho anh chị. So cute. Dạ, bây giờ là Quỳnh Xin sẽ làm live trực tiếp chia sẻ cái phần mà Pixie mới cho anh chị nha. Anh chị nào đừng miss up bỏ lỡ. Rất là đẹp luôn, 28 đồng, 32 đồng thôi, 28 gram. Rất là đẹp nha mấy anh chị ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu là mình sẽ đính đá. Rồi ở trên cái màn hình của Christine ha. Bây giờ là có cái sao mình kết hợp hai loại với nhau nha mấy anh chị. Ngoài ra khi mà anh chị làm pixie á là mình mua cái hũ treo đánh đá. Sticky stuff. Rồi, hũ treo đánh đá này nha. Hũ treo đánh đá này nè. Đó. Như anh chị là Quỳnh Xin làm cho anh chị thấy mình dùng treo đính đá này mình quét keo nha mấy anh chị. Đây, mình quét một lớp vừa đủ treo đính đá này lên nè. Mấy anh chị dùng cây cọ overburst hoặc là cây cọ flaxburst là mình quét nha mấy anh chị ha. Đó, mình quét cho nó thật đều hai bên, làm ngón nào quét ngón đó nha mấy anh chị. Rồi để nó qua bên, bắt đầu vuốt hai bên trước đã, vuốt hai bên nha, luôn luôn là tại nhiều khi á nếu mà nó dày quá không được, mỏng quá cũng không xong, vừa đủ là được. Lúc nào cũng phải giữ xếp hai bên nha mấy anh chị, không là mất xếp là cái bộ neo tự động là nó không có đẹp nữa. Xong rồi bắt đầu nè, mình sẽ lấy một chai thớt. Rồi, mình lấy cái chai thớt khốt là mình không có chùi nha mấy anh chị. Đó, chai thớt khốt nè. Sau đó mình sẽ sơn lên. Sơn lên một lớp mỏng lên cái chỗ này luôn. Đây, mình sơn lên đây luôn. Thật là mỏng. Quét nhẹ thôi anh chị, không quét mạnh tay nha. Quét mạnh tay là đi hết cái treo, cái treo đính đá là nó không có last long đâu. Quét nhẹ thôi. Để làm gì biết không? Khi mà mình đính đá xong á là cái nail, cái bộ này á là nó xong hết luôn. Đó, quét đều nè. Đó, nhẹ thôi. Xong hết, rút xếp nè. Rồi sau đó mình mới bắt đầu chấm nha. Chấm dùng cây keo, dùng cây đính đá. Đó, mình chấm những cái hộp này lên trước nè. Đó, đúng không? Nhìn nó rất là sáng. Mình chấm những cái viên này trước nè. Mấy anh chị lựa hộp viên vừa thôi, đừng có bự quá. Bự quá thì nó không đẹp. Nên là tùy theo anh chị ha. Mình chấm giống như dạng mà polka dot vậy đó. Đừng chấm sát hai bên quá. Hello Tiêu Vinh. Rồi sau đó thì mình sẽ rắc diamond nè. Bắt đầu ha, mình rắc diamond. Dùng một cái dĩa nè. Dùng một cái khay. Một cái khay rắc diamond. Nè, hũ rắc diamond nha, rất là đẹp nha mấy anh chị. Rất là đẹp nha.
không thua gì hả Swarovski luôn anh chị. Shiny. Yeah, rất là shiny ha. Để cái tay người khách xuống nè, anh chị thấy trên cái màn hình không? Rất là sáng lung linh, chất lượng bảo đảm luôn nha. Rồi rắc nè. Phần này anh chị nè, mình phải tắt khe một chút xíu nè. Dùng tay nhẹ nhàng ha. Mình đặt nhẹ xuống nè. Mình đặt nhẹ xuống. Sorry mấy anh chị ha. Mất mạng. Đó, dồn nó vô phần chính giữa nè. Mấy anh chị thấy không? Dồn vô làm như thế nào để cho mình không bị ướt xếp. Là tôi xin phải tháo bao tay ra. Dùng cái bao tay mình kia không nổi. Đó, tại nó nhỏ quá. Tháo bao tay ra. Cách trên tay của Sting là sơn thường thôi. Ham hố hoa Halloween. Rồi ha, nhẹ nhàng cho hai bên vô. Luôn luôn là của Sting rất là không cho nó bị mất xếp nè. Giữ xếp hai bên. Tháp nhẹ xuống. Thấp nhẹ nè. Đó, tỉ mỉ chút xíu ha. Thì là cái diamond của mình nó sẽ đầy đặn và nó đẹp hơn. Hai bên tuyệt đối là không bị mất xếp nè. Khi mà xong hết rồi mình quay ngược cái tay của người khách quay về ha. Mình quay ngược tay khách nè, lên nè. Sau đó mình coi ha. Đó, có chỗ nào bị lõm, bị lồi không? Là mình chỉnh đó trước khi là mình để vô máy. Đó, cái này xài lên không biết là hộp gì luôn. Rất là sáng. Mấy anh chị thấy không? Rất là sáng nha. Đây, hộp gắn xong nè. Mấy anh chị thấy không? Rất là sáng luôn. Đó, sáng lung linh nha. Sáng lung linh nha. 28 gram. Đó, chỉ với giá là 32 đồng thôi. Ok, inside. So cute. Inside, super nice. Rồi tiếp tục mình quét keo đính đá. Thực hiện lần nữa nha mấy anh chị ha. Nên anh chị nào mình chưa biết cách gắn đá có thể là tham khảo thêm cái video của mình nha. À, mình có thể là tới địa chỉ store là 7495 Anaconda Garden Road 92841 nha anh chị. Có rất là nhiều sản phẩm cho anh chị lựa chọn thoải mái luôn. Rồi. Tiếp tục. Đây cô xin sạch bên cái hết bên rồi. Hết bên là nó sẽ rớt trần đó. Rồi tiếp tục ha, mấy anh chị thấy rõ không? Trên màn hình thấy rõ không? Đó, mình để hết mấy ngón xuống ha. Rồi, bắt đầu là mình sẽ quét keo nè. Đầu tiên là mình sẽ dùng cái hũ keo đính đá. Sau đó mình sẽ quét một lớp mỏng keo lên nha. Mình sẽ quét một lớp mỏng keo lên nè mấy anh chị. Không, mình sẽ quét một lớp mỏng keo nha. Đó, một lớp mỏng keo lên. Đẩy sát cuticle hai bên nè. Mình đi từ từ cho anh chị thấy ha. Sau đó đi nhẹ nhàng xuống. Keo đính đá của mình cũng không thể nào dày quá, tại vì lát nữa nó sẽ khi mà mình rắc á, nó sẽ đè vô cái diamond của mình, nó sẽ chìm hết đi. Nên là mình cho cái độ dày vừa phải thôi. Hai bên. Đó, thấy không? Cho nó đều nha mấy anh chị. So cute. Rất là đều ha. Rồi khi mà xong rồi thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ cho top coat lên, top coat phong trùi của Silem nha mấy anh chị. Đó, top coat phong trùi của Silem, top coat nha mấy anh chị ơi.
cho em mượn ha. À, nói chuyện khách tiếng Việt luôn. Sơn một lớp thấp khô thật là mỏng nè. Đi qua, quét thật nhẹ nha mấy anh chị. Quét thật nhẹ nha. Quét rất là nhẹ nha. Đó, chị cho em một cái hũ treo đánh đá được không? Hũ em mất nắp rồi. Đó, sơn một lớp thật mỏng nè. Sau đó mình vuốt hai bên. Đó, mình bắt đầu là mình sẽ chấm đai mình lên. Chấm nè. Tùy theo là mình chị muốn hụt đai mình. Thì ở đây của xin mix Swarovski. Mình mix Swarovski chung. Hụt lớn, hụt nhỏ, hụt vừa, hụt gì cũng có hết. Thank you chị Lê Thanh nhiều ha. Anh chị nào xài qua top code rồi biết rồi. Rất là bóng, super bóng nha mấy anh chị. Super last luôn. Khách đi 6 tuần quay trở về cũng không sao. Khách vacation về Việt Nam 1 tháng cũng không sao luôn. Đó, về 3 tháng cũng không hề hứng gì. Chị cho em mượn cái hũ treo đính đá, hũ của mình được không? Đó, vuốt hai bên trước khi là mình rắc nha. Tại sao biết không? Tại vì nhiều khi nó chạy ra hai bên á. Đó, thì mình vuốt trước đã, lát mình vuốt nữa. Đó, thì mình phải thắt khe vậy thì cái xếp của mình nó không bị mất đúng không? Đó, lát em vuốt thêm. Mấy anh chị xài qua làm top coat rồi biết rồi đúng không? Super bóng ha. Xong rồi bắt đầu nè, lấy cái khay nè, cái hũ nè. Đó, bắt đầu là mình rải nha. Mình rải nha, để cái xin zoom gần chút xíu. Tại mình để xuống dưới quá mấy anh chị không thấy rõ. Rồi bắt đầu mình để xuống nè, mấy anh chị thấy không? Để xuống ha. Mấy anh chị thấy rõ không? Đó, mình rải nè. Đổ nha. Đổ từ từ nè. Đổ từ trên xuống dưới nè, mấy anh chị thấy không? Chúi tay người khách xuống nè. Đó, đổ từ từ, từ trên xuống dưới nè. Chứ không đổ ảo vậy thì nó mất thời gian mình. Nhiều khi chỗ có, chỗ không. Đúng không? Đổ nhanh quá đâu bám. Đổ từ từ, từ từ trên xuống dưới nè. Đó. Rồi đủ mỗi ngắt ngóc ngắt luôn. Thấy không? Bám nè. Đó, mấy chị thấy sáng không? Thì bây giờ xong rồi, bắt đầu là mình sẽ điều chỉnh xếp lại. Mình sẽ điều chỉnh xếp. Thì khi điều chỉnh xếp á, là mình sẽ đẩy nó lên. Chứ khoan dội là mình vuốt nó ra nha. Mình sẽ đẩy lên. Tại vì nhiều khi còn có nhiều cái chỗ hỏng á, nó không có. Đúng không? Thì mình sẽ đột bằng cách là mình sẽ đẩy nó vô nè. Đó. Ít xì mới về nha mấy anh chị ha. Anh chị nào tiệm hay xài Pixie mua để dành nha. Pixie này rất là đẹp luôn, rất là sáng. Đó, xài xong không biết là Swarovski hay là hộp thường nữa. Rất là đẹp, super sáng. Đó, mấy anh chị thấy sáng không? 32 đồng cho 28 gram nha mấy anh chị ha. Đó, mình nhanh tay nha, tại về hàng đi rất là nhanh. Anh chị nào, tôi xin làm like trực tiếp cho mấy anh chị thấy luôn. Hộp bao sáng. Bao đẹp luôn ha, mấy anh chị không có bị mờ nha. Đó, tôi xin đang xài nè. Trực tiếp cho mấy anh chị thấy trên like luôn. Ở đây phần đầu móng nè, chăm sóc cho nó kỹ chút xíu. Độ nhọn nó cần có. Đó, rất là đẹp ha. Chăm sóc hai bên. Rồi, xong rồi thì tôi xin sẽ chăm sóc một lần nữa. Đó, tháo bao tay ra mới được. Tại nó bị vướng. Đó, mình sẽ vuốt xếp hai bên ha. Cho nó tuyệt đối là nó không bị mất xếp. Tạo cái độ nhọn cho cái đầu móng của mình. Thì khi mà mình ra một cái bộ nail nó mới hoàn hảo được ha. Đó, Pixie nè. Đó, xong, dính. Xong, bắt đầu là mình sẽ để vô máy nha. Rồi, ok, inside.
So cute. So pretty. Đẹp quá mọi người ơi, rất là đẹp nha. Một hộp 28 đồng. Đó, xài hơn chắc cỡ cái bộ này nó dài nha, xài hơi bị nhiều luôn á mấy anh chị. Nhanh tay mình order nha, số lượng có hạn thôi. Đó, 32 đồng cho 28g nha, super sáng luôn. Mấy anh chị thấy không, super sáng nha. Đó, rất là sáng luôn. Cái này là của xin không có gì hết, trực tiếp làm like cho mấy anh chị thấy cái chất lượng của cái hộp nó như thế nào. Mấy anh chị có thể là tới store. Ngoài ra nữa đi kèm, mấy anh chị xài cho của xin Diamond Glue nha. Đó, hồi nãy là của xin xài cái Diamond Glue nè, để mà hép cho anh chị làm pixie rất là last long luôn. Một hũ có 12 đồng thôi. Mua tại website luôn mấy anh chị. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đính đá nha, những cái phần còn lại của mình. Thì ở đây là cô xin sẽ dùng Swarovski. Dạo này Swarovski cũng hiếm mà nó cũng lên giá nữa. Đó, mình tiết kiệm được nào mình tiết kiệm hơn anh chị ha. Rồi xong, cô xin sẽ sơn top cho những cái ngón còn lại của mình. Còn cái ngón mà pixie á, mình xong á là đã xong rồi nha mấy anh chị ha. Đó, khi mà mấy ngón này xong là mình đã xong, thực hiện xong rồi. Giờ hai ngón này thì mình không có để đi, không có để diamond nữa. Hai ngón này thì mình sẽ sơn top coat lại trước khi để vô máy, vuốt hai bên cho nó không bị mất xếp. Cover hết top nha, rất là đẹp nha mấy anh chị. Marble của mình rất là đẹp luôn, sử dụng treo loan. Xong hết là mình sẽ sơn top nè. Get inside. Anh chị nào chưa rành về cái sử dụng những sản phẩm có thể là theo dõi cái like của Christine hôm nay ha. Hôm nay là Christine chia sẻ cách là mình làm foil rất là dễ luôn. Foil dễ dán, ngoài ra là những cái foil rất là chất lượng cho anh chị. Ok, xách. Rồi xong bắt đầu là cô xin sẽ là mình tiếp tục là mình sẽ gắn hai ngón. Thì hầu như gần như là design của mình đã gần xong nha mấy anh chị ha. Mình gắn hộp thôi. Bây giờ là mình chỉ việc gắn hộp nữa là cái design của mình hoàn chỉnh 100%. Rồi gắn hộp luôn. Cô xin sẽ sử dụng là treo đính đá này luôn ha. Sau đó bắt đầu mình sơn nè, khi mà anh chị gắn đâu thì mình sẽ để treo đính đá của mình lên chỗ đó. Bắt đầu mình quét một lớp top qua nha mấy anh chị, luôn luôn là mình bảo vệ một lớp top để khi mà anh chị làm xong á là nó không thấy cái chỗ lồi chỗ lõm á. Vuốt hai bên. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu là mình đính đá. Cuticle này. Đó, mình đi phần cuticle trước nha. Thì thường là mà chủ sinh hay chúi tay người khách xuống. Nên mình sẽ cho cái chỉnh lại cái camera mình chút xíu để anh chị là mình nhìn rõ hơn. Rồi, mình đi sát cuticle ha mấy anh chị. Rồi hai bên nè.
cho hai viên nhỏ hơn bên này. Đó, mình cho hết đai mình lên ha. Sau đó mình sẽ từ từ mình chỉnh đó. Hộp nhỏ, cho thêm hộp nhỏ hơn nữa. Xong hết này, bắt đầu là mình sẽ lấy cái cây của mình ha. Mình chỉnh lại nè. Mình chỉnh lại trước khi là những tay của người khách mình để vô máy, cho nó sát vô. Vuốt hai bên nha mấy anh chị, trước khi để vô máy nè. Mình sẽ vuốt hai bên nè. Rồi. Xong hết là mình sẽ dùng cái cây cọ này ha. Rất là lợi hại và tiện nha. Nhiều khi là anh chị làm mình bị dơ. Mình dùng cây cọ này mình clean ha. Nếu mà nó bị dơ ra ngoài. Bạn Nam khỏe không em? Đó, mình sẽ chùi sạch nha. Đó, chùi nó sạch hai bên. Sorry. Đó, cây này nó dính màu trắng. Để cô xin rửa sạch chút xíu đã. Đó, mình lo được đây, mình lo bên này chút xíu, mình tỉ mày chút xíu, đây mình lại chạy đó, đẩy lại. Đó, xong. Ok, inside. Món này cũng vậy ha. Chích một chút xíu glue lên. Cuticle này. Sơ một lớp thấp mỏng trước.
anh chị giúp mình xin follow pay ha, paysilamsupply.com nha mấy anh chị. Thì mình sẽ là có nhiều cái video hay là những cái bước để mà mình làm. Thank you cả nhà rất là nhiều ha. Mình xin sắp xong cái design. So cute luôn. Inside đặt tâm. Wow, super nice ha mấy anh chị, rất là cute luôn. Thì khi anh chị nhìn trên này nè, tuy là gắn diamond, mấy anh chị thấy là nó không bị mất shape nha. Thì hôm nay là Cushion có chia sẻ cái cách là mình đính đá, mình vẽ và mình vuốt như thế nào, vừa vuốt vừa đập luôn, everything luôn. Hello hai em, khỏe không? Dạ khỏe. Em gửi đường dẫn thông qua, em gửi trực tiếp này này nè. Ok chị. Chờ chút xíu nha, để gọi người trong đó ra. Dạ cô đang làm live chút xíu. Chị gọi ở trong. Đây ha. Rồi. Chắc online chị kêu mọi người ra. Rồi xong ha, bắt đầu là mình sẽ sơn thấp xuống nè. Rồi hai bên nha. Em còn quên nữa, em hỏi sao tới đây không phải ở đây. Rồi xong nè, vuốt hai bên nha. Hai bên cho nó không bị mất shape nha mấy anh chị. Đó. Hai bên, cứ hai bên chăm sóc hai bên trước. Thì khi mà mình hoàn thành xong cái bộ nail là nó sẽ hoàn hảo và không bị mất shape. Rồi bắt đầu là mình sẽ đính nè. Mình sẽ đính là cuticle của mình nha mấy anh chị ha. Y chang cái móng ngao, móng mà đây, khi mà mình nó đính á thì mình đính cho nó hai bên đã. Và là kết thúc nè. Đó, xong hai bên ha. Rồi. Hai bên. Rồi bên này cũng vậy. Xong rồi hai bên kết thúc nha. Mình kết thúc hai bên bằng hai viên nhỏ nè. Đó, xong hết thì mình cũng tiếp tục là mình đi luôn. Đó, chấm nè. Mình cho hai bên vô, hai viên vô rồi. Ở đây thì mình cho nhiều quá, mệt rồi. Cho hai viên thôi. Xong cho một viên nhỏ vào đây. Rồi, xong tới đầu móng. Tới cái viên cuối cùng. Đậy vào ha, trước khi đậy vào máy nè. Mình đậy cho nó sát vô, cho nó đều lại trước khi là mình để vô máy. Bên này cũng vậy. Đó, mình điều chỉnh cái diamond của mình ha, bằng cái đầu kim này. Rồi bên này cũng vậy. Rút mặn hai bên. Ok, rồi để vô máy. Hello. Khỏe, chị đang làm live á. Em nhắn tin chị lát chị gọi lại nha. Ok, bye cưng. Thank you, bye bye. Rồi còn một ngón nữa. Đó thì mình sẽ xong cái ngón này nha mấy anh chị ha. Rồi xong bắt đầu mình sẽ vuốt xuống nè. Mình sẽ sơn top một lớp top mỏng nè. Vô cái chỗ mà không có treo đính đá trước.
vuốt một lớp mỏng xuống, lên, vuốt hai bên, hai bên. Sau đó thì mình sẽ đính đá lên nha mấy anh chị ha. Rồi sau mình sẽ kết thúc bằng hai viên nhỏ. Rồi thêm hai viên nữa nếu mà nó hai bên nhiều khi cuticle người này lớn giống như là mỗi ngón nó khác nhau á, mình có thể thêm vô ha. Tiếp tục đi hai cái nè. Sau đó đậy lại ha. Đậy cho nó sát vô hai bên, hai bên. Rồi cho thêm một cái viên nhỏ vô nữa. Đậy lên cho nó đều ha. Ok, ôm xếp hai bên. Ôm xếp hai bên. Ok, inside. Đó, thế là mình xài xong cái bộ nail ha. Thì bây giờ là Christine sẽ ok, giờ mình sẽ đẩy hết những cái diamond của mình nha. Đổ dồn lại, đổ lại. Dẹp hết đã xong mình mới bắt đầu mình chụp hình. Tay ơi đâu ta? Vô đến. Ok, bộ nail mình đã xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm chụp, để dầu vô chụp hình nha mấy anh chị. Đó, kiếm chai dầu này. Đó, mình vuốt hai bên ha. Cho dầu vô. Đẹp quá, so cute. Pixie rất là đẹp và rất là sáng nha mấy anh chị. Sáng quá. Ok, here first. Để cô xin đi lấy một cái chai. Đó, hôm nay là Christina chia sẻ được rất là nhiều ha mấy anh chị. Một cái bộ nail nè, dán phôi nè, là marble coin, là marble nè, bằng châu loan ha. Anh chị nào chưa có châu loan mình có thể là mua châu loan. Anh chị nào mà mình muốn design những cái brand name thì mình có thể là vào website hoặc là gọi vô số phone ha. Rất là nhiều cái mẫu mã design cho mấy anh chị.
Rồi cái bộ nail của khách đã xong ha. Thank you cả nhà rất là nhiều. Đây cái bộ nail mà Christine đã mới vừa làm xong. Thank you cả nhà rất là nhiều ha. Thì những cái cách chia sẻ marble, đính đá hay là pixie, dán foil thì Christine đều có chia sẻ trên cái live này của mình. Và đừng quên là cái chai pixie này rất là sáng, super sáng ha. Gồm có 28g chỉ với giá là 32 đồng thôi nha anh chị ha. Xài được rất là nhiều khách và độ sáng của nó rất là đẹp luôn mấy anh chị ha. Đó, đẹp lắm luôn mấy anh chị. Rồi thank you cả nhà rất là nhiều ha. Và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái like kế tiếp của mình. Và sắp tới nữa Christine bắt đầu mở lớp cho Garden Row vào tháng 12, ngày 6, ngày 7, ngày 8. Thì anh chị là mình mix up tháng 11 thì mình có thể là đăng ký tháng 12 nha. Thì Christine sẽ chia sẻ những cái bước để mà lấy nước, lấy bột, làm sao để cho anh chị là nắm vững những cái phần cơ bản luôn. Thank you cả nhà rất là nhiều.